Tết miền Tây. Chợ Tết, nơi hội tụ nông sản từ những cánh đồng đón Tết. Hàng Tết, từ hoa hương truyền thống đến dưa đỏ, mứt bánh kiều đồng, rượu đặc sản mừng xuân dân dã, cùng làm nên phong vị riêng của ngày Tết miền sông nước. Và Tết miền Tây còn là câu chuyện của những người miền Tây chân chất mà sáng tạo, đang làm nên bức tranh đời sống sinh động của đồng bằng xuân mới. Trong tập trước, chúng ta đã khám phá những sắc màu mứt Tết sinh động ngọt lành. Hôm nay, hành trình ký sự Tết miền Tây sẽ giới thiệu đến quý khán giả một thức uống độc đáo của vùng sông nước, đó là rượu. Nổi tiếng với những vườn cây ăn trái xum xuê quanh năm trĩu quả, người miền Tây đã sáng tạo nên những loại rượu lên men từ sản vật thiên nhiên là hoa trái miệt vườn. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến hành trình đi tìm rượu lạ miền Tây cùng câu chuyện sáng tạo của người đồng bằng. Chúng tôi tìm đến Đồng Tháp, nơi được mệnh danh là xứ hoa đồng bằng. Đi giữa những sắc hoa rực rỡ trong tiết trời đầu xuân ấm áp, lòng chúng tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng, tươi mới. Hôm nay, chúng tôi đến đây vì danh tiếng của một loại rượu gắn liền với loài hoa rất nổi tiếng ở xứ sở này, hoa sen. Xuất xứ của loại rượu này chính là những cánh đồng sen đương mùa khoe sắc. Kính thưa quý khán giả, từ trước đến nay thì chúng ta có thể thấy sen chính là một sản vật của vùng sông nước với rất là nhiều sản phẩm được làm ra từ sen, nào là mứt sen, trà sen hay là sữa sen. Nhưng mà ngày hôm nay thì Nguyễn Hiếu xin được giới thiệu đến quý khán giả một loại rượu cũng được làm ra từ sen với một cái tên rất là ấn tượng, đó chính là hồng sen tửu. Và nói đến đây thôi thì Nguyễn Hiếu cảm thấy rất là náo nức, muốn học được cái cách làm loại rượu này. Quý khán giả hãy đồng hành cùng Nguyễn Hiếu nha. Trước mắt chúng tôi, những đóa sen dịu dàng và thấm sắc đang tỏa hương ngọt ngào trong nắng mới. Những cánh đồng sen này là nguồn kinh tế của nhiều hộ gia đình ở huyện Tháp Mười. Không chỉ phục vụ cho ngành du lịch, đồng sen còn cung cấp nguyên liệu để chế biến thành nhiều sản phẩm có chất lượng, phục vụ cho sức khỏe, trong đó có rượu sen. Là loài thảo dược có nhiều dược tính tốt, cùng phương pháp ủ rượu độc đáo, rượu sen trở thành sản phẩm đặc trưng của Đồng Tháp, làm lưu luyến những ai một lần đến nơi đây. Rượu sen càng nhấp càng say, càng yêu vì nết, càng say vì tình. Đầy dơi một chút chén quỳnh, vì duyên nên uống, vì tình nên say. Đây là ông Lê Tấn Phong, cha đẻ của thương hiệu Hồng Sen Tửu. Tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, ông về quê khởi nghiệp với cây sen quê nhà. Được chiết xuất từ hạt sen, tim sen và củ sen, Hồng Sen Tửu ra đời vào năm 2011. Đây là sản phẩm tiêu biểu của công ty cổ phần đầu tư thương mại du lịch Đồng Tháp 10 do ông sáng lập. Sau khi thu mua, hạt sen, tim sen, củ sen được rửa sạch, đem nấu chín để nguội rồi vô men ủ. 10 ngày sau, nguyên liệu này sẽ được đưa lên kháp, nấu theo kiểu nấu rượu nếp truyền thống. Rượu thu được tiếp tục đưa vào máy lọc để khử độc tố, sau đó mang vào phòng chứa, ủ trong 12 tháng. Công đoạn cuối cùng là chiết rượu và đóng chai. Kính thưa quý khán giả, khi mà được nếm thử một ít rượu hồng sen tửu, thì Nguyễn Hiếu cảm nhận được vị nồng của rượu, một chút vị đắng của tim sen. Nhưng mà tụ trung lại thì vẫn có mùi thơm rất là bát ngát của sen. Đây quả thật là một cái dịp hiếm có mà Nguyễn Hiếu được thưởng thức rượu hồng sen tửu trong một căn hầm đầy rượu như thế này. Anh có chia sẻ cái công thức chủ yếu để mà mình làm ra rượu hồng sen tửu, đó là gồm có tim sen, hạt sen và củ sen. Như vậy thì tại sao mình lại chọn ba cái nguyên liệu này chủ yếu mà mình không chọn những cái thành phần khác của cây sen hả anh? Nên là anh tìm hiểu cho tất cả những cái sản phẩm mà trên thị trường đang có, rượu sim làm như thế nào, rượu chuối hột, rượu dừa làm như thế nào. Và từ đó anh tham khảo thêm cái nghề truyền thống tại địa phương mình khi nấu rượu nếp như thế nào. Và từ những cái quy trình này,
anh đã lần lượt thử theo thời gian của từng giai đoạn và anh lấy được cái giai đoạn mà tốt nhất để anh là áp dụng cho cái hồng sen tử của đơn vị. Thân sen á, là cái cây sen mà có gai đó, nó sẽ có rất nhiều độc tố anh hết trong đó, và cái lá sen cũng vậy, cho nên chúng ta đưa vào rượu sẽ không được. Và kể cả cái củ sen, chúng ta cũng phải biết sử dụng củ sen như thế nào để tránh anh hết rất cao. Cái củ sen chúng ta phải gọt bào bỏ cái vỏ ra. Anh Phong, mình là một cái người mà phải nói là mình đã nảy ra cái ý tưởng là phát triển cái đặc sản của quê hương mình. Như vậy thì cái mẻ rượu đầu tiên hay là những cái chai rượu đầu tiên mà được xuất xưởng bán, thì cái cảm xúc của riêng anh nghĩ như thế nào? Đối với cái mẻ rượu đầu tiên, anh đã chọn cái ngày là 19 tháng 5 2011. Đơn vị đã quyết định đóng 121 chai rượu Hồng Sen Tử đầu tiên để tặng cho tất cả bạn bè, người thân của địa phương như là các đối tác của anh là đã trước đó đã dùng qua Hồng Sen Tử. Trong lúc đó nếu trong nhà ai có chai Hồng Sen Tử, xem như là những người rất thân với Đồng Thái Mười có được chai rượu này. Sự ra đời của Hồng Sen Tử đã góp phần nâng cao giá trị của cây sen Tháp Mười, đồng thời tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ gia đình tại địa phương. Tận dụng nguồn nguyên liệu phong phú của quê hương, phối hợp với chiến lược kinh doanh hiệu quả, sản phẩm này hiện đã có mặt ở nhiều tỉnh thành như Đồng Tháp, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, ra tới huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, vân vân. Hiện loại rượu này có hai dòng sản phẩm: Hồng Sen Tử loại thường đựng trong chai thủy tinh và Hồng Sen Tử loại đặc biệt đựng trong bình sứ khá sang trọng. Ngày xuân biếu nhau chai Hồng Sen Tử, gửi gắm lời chúc mừng năm mới, thực sự là một món quà ý nghĩa. Hồng Sen Tử là câu chuyện của tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, biến ước mơ xây dựng thương hiệu rượu đặc trưng của quê nhà thành sự thật. Mùa Tết thật tất bật, nhưng đi cùng đó là niềm vui làm giàu trên quê hương. Cần Thơ thi dị, Tây Đô của đồng bằng sông Cửu Long, cũng là quê hương nơi ra đời của một thương hiệu rượu trái cây độc đáo. Nghe rằng, tại Cù Lao Tân Lộc thuộc phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, nổi tiếng có thương hiệu rượu mận, loại đặc sản có 102 của lão nông Nguyễn Phú Tia, nên dẫu phà ngang cách trở, chúng tôi vẫn quyết tâm đến thăm một lần cho biết. Chú Sao Tìa vui vẻ để chúng tôi đi tham quan vườn mận nhà, đương mùa triệu quả. Chú Sáu bắt tay làm rượu mận lần đầu tiên vào năm 2006. Một mình mày mò nghiên cứu, mãi miết suốt 4 năm. Đến tận năm 2010, chai rượu mận đầu tiên mới ra đời. Tuy nhiên lúc này, hương vị rượu mận còn nhiều hạn chế. Không nản lòng, chú tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện chất lượng sản phẩm. Mất thêm 2 năm, tức là vào năm 2012, thương hiệu rượu mận Sáu Tia mới chính thức xuất hiện trên thị trường. Mận chín sau khi làm sạch, xay nhuyễn, đem ủ với mạch nha đỏ từ 4 đến 6 ngày, sau đó đem nấu bình thường như nấu rượu nếp. Sau khi lắng, lọc tạp chất, rượu mận được ủ từ 4 đến 5 tháng để rượu đầm, tạo vị ngon và mùi thơm đặc trưng. Quê hương của chú Sáu đó, hơn 3 phần tư diện tích ở đây là đều là trồng mận, vì nó phù hợp thổ nhưỡng của cây mận. Nhưng mà đôi khi á, nó đùng một cái là có khi mận nó bị rớt giá, nông dân bán không được. Từ đó nên chú Sáu mới ý tưởng ra một cái chỗ là làm một cái sản phẩm nào chế biến từ trái mận. Nhưng mà tình cờ ra vườn thì chú Sáu mới thấy được một trái mận rụng xuống mương, nó đang nổi bọt trắng toát. Thì chú Sáu thấy đó là nó lên men rượu. Thì trong ý tưởng mình sẵn có, thì tình cờ như vậy chú Sáu mới lên cây, chú Sáu đập dập dập bẻ một vài chục ký, đập đổ vào cái xô đậy nắp kính, đúng 3 ngày sau chú Sáu hé thấy có mùi rượu. Dạ, vậy là mình đã dành khoảng 4 đến 5 năm để mà mình cho ra đời cái loại rượu này, đúng không chú? Chú Sáu nghiên cứu năm 2006 tới 2010 là hết giống. Tại sao chú Sáu đam mê và ngoan cố làm mãi miết? Rượu này nó chế biến từ trái cây, hoàn toàn không sử dụng cồn hay là một hóa chất nào khác. Là một người nông dân, nhưng mà khi nông dân của chú Sáu chịu học. Cho nên nhờ nhà khoa học kiểm chứng, khi kiểm một mẫu nào á, thì chú Sáu mới căn cứ vào cái tiêu chuẩn đúng và sai để chú Sáu học. Thì nhà khoa học nói là rượu này chất lượng an toàn sinh thực phẩm là đúng, nhưng mà rượu này là hoàn toàn là để lâu năm, 5-10 năm nữa là uống mới được. Nếu chờ thời gian thì năm nay chú Sáu là 66 tuổi, tới 5-10 năm sau thì là tàn đời. Cho nên chú Sáu tìm cách để chú Sáu nghiên cứu nữa. Thì trong thời gian đó chú Sáu nát trí hết, chú Sáu nảy sinh một cái bí quyết sau cùng, làm uống liền tại chỗ được.
có rượu thành phẩm, chú Sâu Tiền nghĩ ngay đến chuyện kiểm định chất lượng và tiếp đó là vấn đề mẫu mã. Nét đặc biệt của sản phẩm rượu mận Sáu Tia chính là vỏ chai đựng rượu hình trái mận. Chỉ chiếc bình đựng rượu như thế này đã có giá 45.000 đồng. Ngoài bình đựng rượu, chú Sáu còn thiết kế thêm túi giấy làm vỏ trông khá bắt mắt. Ở xứ Cù Lao, chuyện một lão nông miệt vườn coi trọng việc đăng ký nhãn hiệu, đăng ký giấy phép sản xuất, đăng ký kiểu dáng độc quyền, quả là điều hiếm có. Đã hơn 60 tuổi, ngày ngày chú Sáu vẫn một mình ngược xuôi đi giao hàng khắp nơi, từ Cần Thơ sang Đồng Tháp lên thành phố Hồ Chí Minh. Chú Sáu ơi, con thường là con thấy là các cái loại rượu của mình á, thường là họ sẽ đóng vào những cái chai. Vì sao mà chú Sáu nghĩ ra cái ý tưởng là mình thiết kế hình cái trái mận như thế này? Bởi vì cái loại rượu của mình là cái loại trái cây. Thay vì mình đựng chai thủy tinh thì nó cũng có ý nghĩa, cho nên tôi mới suy nghĩ là cái ý tưởng nếu rượu trái cây nào thì mình làm cái loại trái cây đó. Rượu của mình là rượu mận, cho nên phải làm trái mận. Tôi mới ra vườn, tôi lấy trái mận An Phước, chụp cái hình dốc cho nó vừa đẹp, cái rồi tôi mới chụp. Chụp xong mới cầm cái hình chụp đó mới đi ra gốm sứ ở Bình Dương. Có một đòi hỏi con cái là ông lò gốm á, ổng nói một lần đặt vậy đó là phải 5.000 quả. Bởi vì trong một cái lò thì cùng một kích cỡ, cái độ lửa như nhau, mà nếu mà ít ra thì nó không đủ lò, cho nên bắt buộc phải là đặt 5.000 quả. Trong thời gian sắp tới thì chú Sáu mơ ước cái điều gì cho cái những cái loại rượu của quê hương mình ạ? Chú Sáu cũng mong muốn rằng có ai đó mà tiếp tay với mình đầu tư vốn, tiếp tay nữa. Thì bây giờ chú Sáu dự định làm ra một cái loại rượu ổi hoặc là rượu khóm. Công thức này nó sẽ đẻ cả công thức này. Thiết kế mẫu này thì cũng chưa đẹp. Cái hình thể, cái gân chưa đẹp, cái màu sắc chưa đẹp, còn phải chỉnh đôi lần nữa mới thành hình được một trái ổi đẹp. Tết năm nay thì không biết là cái số lượng rượu mình bán ra so với mọi năm thì nó có tăng nhiều hơn không? Nó có tăng, nhưng mà rượu thì nó không phải như cái hàng khác, nó bán cũng chậm theo rượu mà, nhưng mà mình nhờ nhiều mối, bữa nay mối này thiếu kêu thì qua mối khác bữa khác. Ước mơ của người nông dân Nguyễn Phú Tia nghe qua thì giản dị mà nghe ra thì thấm thía nghĩa tình. Ráng làm để nâng giá cây trái quê nhà, để bà con mình không còn phải lao đao vì trúng mùa rớt giá. Rượu mận ra đời từ tâm huyết của người nông dân yêu qua trái quê nhà. Bằng tinh thần yêu lao động, cần cù sáng tạo, không chỉ giúp ổn định cuộc sống gia đình, rượu mận còn góp phần làm phong phú thêm danh sách những loại đặc sản dùng sông nước miền Tây. Kính thưa quý khán giả, từ trước đến nay, hễ chúng ta nhắc đến Bến Tre thì dường như là ai trong chúng ta cũng đều nghĩ ngay đến một đặc sản, đó chính là dừa. Dừa thì có thể làm được rất là nhiều sản phẩm hấp dẫn như là kẹo, bánh hay là rượu dừa. Ngày hôm nay thì Nguyễn Hiếu xin được giới thiệu đến quý khán giả một loại rượu tuy là mới xuất hiện gần đây thôi nhưng mà cũng khá là hấp dẫn, đó chính là rượu vang mật dừa. Gọi là rượu vang mật dừa vì rượu được ủ lên men từ mật qua dừa. Đây là sản phẩm của Trung tâm Dừa Đồng Gò, trực thuộc Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có Dầu ở huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Thật thú vị khi chúng tôi được tận mục sở thị phương pháp lấy mật qua dừa độc đáo này. Khi cây dừa được khoảng 4 đến 6 tuổi, bắt đầu cho mo qua thì có thể lấy mật. Mo qua được quấn lại để tránh bị bung. Sau đó cắt ra từng lát mỏng để thu mật. Mỗi đợt thu mật kéo dài từ 25 đến 30 ngày. Mỗi ngày mỗi mo qua có thể cho trung bình 1 lít rưỡi mật. Các giống dừa thường sử dụng là dừa ta, dừa lai, dừa dâu. Mật qua dừa có vị ngọt thanh thơm dịu và chứa hàm lượng dinh dưỡng khá cao. Ngoài thành phần chính là đường sucrose thì mật qua dừa còn chứa 14 loại axit amin và 12 loại vitamin. Tuy nhiên, mật qua dừa không để được lâu. Sau khi thu hoạch, mật qua dừa được đun ở nhiệt độ từ 70 đến 80 độ C để khử trùng. Sau đó bổ sung nấm men rồi cho lên men từ 7 đến 10 ngày. Khi dịch mật cho màu trắng đục và nấm men nổi sát thì cho vào bồn tồn trữ từ 6 tháng đến 1 năm để lắng cặn. Sau đó tiếp tục chuyển sang bồn khác để phối chế điều vị, lọc bằng máy rồi tiến hành đóng chai. Rượu vang thành phẩm có vị chua ngọt và thơm dịu của mật qua dừa.
Dạ chú, nãy giờ chú dẫn con đi xem cái quy trình làm rượu vang mật dừa của mình. Vậy rất là kỳ công. Tại sao mà trung tâm mình phát triển chú trọng vào cái dòng rượu nhẹ độ hả chú? Cái sản phẩm rượu vang mật qua dừa này thì nó có cái bước đầu anh em cũng đã tiến hành thử nghiệm trên các nhân viên trong đơn vị và cũng đều cùng cái cảm nhận là nó lại cái kích thích tốt cho cái hệ tiêu hóa, tạo cho mình sự thèm ăn. Rồi cũng thấy nó cái đối tượng sử dụng rộng rãi hơn, nữ cũng được, nam cũng được, trẻ nhỏ cũng được, người lớn tuổi cũng được. Nó lại không có gây cái tác hại là sai lâu rồi nó lại đâm ra cái những hiện tượng tiêu cực trong cái so với cái uống rượu mạnh. Do vậy mà cái hướng này đó thì nó cũng là có cái đối tượng của mình nó rộng, nó mở cái thị trường tất nhiên nó sẽ nhiều hơn. Dạ, cho đến thời điểm này thì cái sản phẩm của mình đã ra thị trường là được bao nhiêu lâu rồi chú? Cái sản phẩm này trong cái giai đoạn thử nghiệm thì nó đã cũng giới thiệu cho nhiều người, nhiều nơi biết. Nhưng mà đưa ra thị trường thì chỉ thời gian gần đây. Lý do mình cũng phải cũng có điều kiện, đủ cái điều kiện để mà sản xuất. Thứ nhất là về cái thành phần dinh dưỡng đó là nó cao, nó nhiều. Do vậy mình không có thể để lâu được. Một cái vấn đề khó thứ hai cho cái đơn vị là cái công lao động thuê để mà làm cái thao tác mà thu hoạch mật á. Thì nó đòi hỏi người phải trẻ, khỏe, rồi siêng năng, làm suốt trong cái thời gian thực hiện chứ không có nghỉ gián đoạn. Thành ra cái những cái khó đó đưa tới cái đơn vị là mình không có được cái sản phẩm nó nhiều. Đơn vị thì cũng có dự kiến là cũng sẽ tiếp tục từng bước để mà mình tạo cái nhãn hiệu hàng hóa này thành cái thương hiệu riêng và cái sản phẩm của đơn vị thành cái sản phẩm của địa phương. Dạ, con cảm ơn chú Liệt rất là nhiều. Con chúc cho gia đình của mình trong năm mới thì thật là hạnh phúc, hưởng một cái Tết thật là đầm ấm. Khác với rượu mạnh truyền thống, rượu vang mật dừa là loại rượu nhẹ, ngọt, thích hợp với nhiều lứa tuổi, thiết kế mẫu mã sang trọng và thanh lịch. Mật qua dừa lên men từ lâu đã là thức uống nổi tiếng ở một số quốc gia vùng Đông Nam Á và khu vực Thái Bình Dương. Thật đáng quý khi những người con quê hương Bến Tre ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sang hóa mật qua dừa, bắt kịp xu hướng phát triển công nghiệp thời kỳ hội nhập. Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất rượu là một hướng đi hiệu quả. Bắt kịp khuynh hướng này, ngoài rượu vang mật dừa, ở Bến Tre còn có sản phẩm rượu Linh Chi Hoàng Dương. Linh Chi Hoàng Dương là loại rượu chiết xuất từ nấm linh chi phối chế cùng rượu Phú Lễ, một sản phẩm của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ tỉnh Bến Tre. Từ lâu, nấm linh chi đã được biết đến như là loại thảo dược quý, có tác dụng tốt đối với hệ miễn dịch, tuần hoàn và tiêu hóa. Theo đó, phôi nấm linh chi do trung tâm sản xuất được giao cho người dân địa phương nuôi trồng, sau đó nấm được thu mua để làm rượu. Nhờ nghề trồng nấm linh chi, đời sống của bà con ở Bến Tre cũng dần khấm khá hơn. Chiết xuất từ nấm linh chi được trung tâm phối hợp ngâm cùng nguyên liệu sẵn có là rượu Phú Lễ, tạo nên thứ rượu mang hương vị rất đặc biệt. Lên men rượu từ hoa trái là hướng đi lạc quan cho cây trái miệt vườn, cho thấy sức sáng tạo vô tận của người Nam Bộ. Chuyện làm rượu là câu chuyện về sức sáng tạo của con người. Chuyện rượu miền Tây là câu chuyện ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quyết tâm phát triển các loại đặc sản của quê nhà. Đó là những tín hiệu đáng mừng trong hành trình đưa thương hiệu rượu đồng bằng tiến xa hơn trên con đường hội nhập. Hương xuân đã ngập tràn thôn xóm, từ quê lên thành, từ nhà ra phố. Văn hóa rượu đã tồn tại từ hàng ngàn năm qua. Ông bà ta xưa có câu, vô tổ bất thành lễ. Rượu lễ xuất hiện trong nhiều nghi thức cúng như cúng đình, lễ cưới, lễ dỗ, cúng năm mới, vân vân, nhằm bày tỏ lòng thành kính tri ân của thế hệ con cháu đối với các bậc tiền nhân. Ngày nay, không chỉ là một sản phẩm giá trị, thức uống này còn là sinh kế của nhiều hộ gia đình, một món quà Tết sang trọng. Ngày Tết, người đồng bằng có tục dâng rượu trong mâm cơm cúng rước tổ tiên ông bà, cầu mong bình an hạnh phúc. Gia đình quây quần sum họp, nhìn lại một năm đã qua, kể nhau nghe những vui buồn năm cũ, chia sẻ niềm tin năm mới với hy vọng nhiều may mắn yên vui. Một mùa xuân mới lại về, xin chúc nhà nhà xuân mới an khang, chúc cho trăm nghề ngày càng tấn phát.
Kính thưa quý khán giả, hành trình tìm về với hương vị của các loại rượu lạ miền Tây cũng đã giúp cho quý khán giả thấy được sự phong phú đa dạng của sản vật miệt vườn và sức sáng tạo bền bỉ của những người miền Tây, những người mà luôn dành hết tâm huyết của mình để biến những sản vật ấy thành những sản phẩm có giá trị cao hơn. Và trong hành trình ký sự tiếp theo thì xin được kính mời quý khán giả, chúng ta hãy cùng hòa vào không khí rộn ràng của mùa kiệu Tết phương Nam. Còn bây giờ, Nguyễn Hiếu xin nói lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.